Vừa chạy, wow, hiệu ứng kìa. Xong rồi đến cái lúc nó chạy nó bắt đầu nhạc tuồng chèo đồ cái từ cái kiểu. Ảo lòi anh Tổng Lư. Hello, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Tom Mơ. Và bây giờ đang là giai đoạn cuối mùa giải thứ 32 rồi, chỉ còn đâu đấy tầm chục ngày nữa thôi là mùa giải 33 sẽ đến, mang đến cho chúng ta rất nhiều những cái skin mới đầu mùa. Và ngày hôm nay ở trong video clip này, Mỡ đã ghé qua kênh YouTube của anh chàng Aiko Cao để mà tổng hợp những cái skin mới sẽ được cho ra mắt trong thời gian tới để mà dành tặng đến cho những anh em fan kênh của Mỡ đang xem video clip này anh em nhá. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có, để Mỡ tính xem nào, chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 skin, bao gồm 6 skin mới và 1 skin được làm lại anh em ạ. Đó là những cái skin nào, chúng ta sẽ cùng đến với video clip này ngay nhá. Đầu tiên như anh em đang nhìn thấy trên màn hình, đây là skin của Jawhead. Và đây là cái skin đầu tiên của mùa giải thứ 33. Dĩ nhiên khi mà cái skin này được cho ra mắt thì Mỡ nghĩ là anh em cũng không nên quá là kỳ vọng về cái đống hiệu ứng mà cái skin này có, bởi vì đây là cái skin đầu mùa giải thứ 33. Khả năng cao đây là skin mà anh em nạp lần đầu tiên để mà có được đây anh em ạ. Yo, let's go. Vâng, skin với tông màu chủ đạo là màu vàng như anh em có thể đang nhìn thấy. Và nhìn cái skin này anh em biết Mỡ liên tưởng đến cái gì không anh em? Tôi liên tưởng ngay đến đó là cái con Johnson ở trong cái skin vua phá hoại. Với cái tông màu chủ đạo chả khác biệt là mấy. Tông màu chủ đạo là màu vàng, kèm theo đó là hơi nhạt nhẽo một chút màu ghi, màu của sắt thép anh em ạ. Và nói thật với anh em là bởi vì đây là cái skin, về cơ bản là cái skin nạp lần đầu, Mỡ nghĩ là như vậy, của mùa giải thứ 33. Vì cho nên là cái skin này của Jawhead về cái hiệu ứng kỹ năng nó không có quá nhiều những cái sự khác biệt. Và anh em có thể để thấy được rất rõ những cái hiệu ứng đến từ những cái pha slow motion, slow motion đến từ anh chàng Aiko Cao này. Tên lửa đạn đạo bắn ra là theo cái hiệu ứng màu xanh lam à. Và bên cạnh đó là chúng ta có thể nhìn thấy là cái hiệu ứng đến từ cái skin này không quá là khác biệt. Gồng chiêu 2 lên, cú ném hoang dã, nhưng anh em có thể nhìn thấy nó cũng chỉ gọi là tô màu thêm màu xanh lam, tức là cái tô màu chủ đạo của cái skin này mà thôi. Và sau đó cho hết chạy đến và ném kẻ địch lên. Đó, như anh em có thể đang nhìn thấy. Thôi không sao cả, dù gì đi chăng nữa chúng ta vẫn có thêm được một cái skin không quá là đắt tiền để mà đưa vào được bộ sưu tập của chúng ta đến từ cái con trâu hết. Và một cái pha bất khả cản phá lao vào như anh em có thể nhìn thấy. Hiệu ứng về cơ bản là nó cũng chỉ dừng ở mức đơn giản thôi. Nó cũng khá là nhạt nhòa. Tông màu chủ đạo, cái màu sắc là đến từ cái skin này như anh em có thể đang nhìn thấy đây này. Cái phát lao của anh em này. Đó, nó chỉ đơn giản là lao vào xong rồi tỏe ra hiệu ứng đồ các thứ các kiểu mà thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái skin tiếp theo. Skin được revamp lại của Tổng Lư, trương bản đại tướng anh em ạ. Wow, trương bản đại tướng. Một cái skin từ rất lâu rồi của Tổng Lư đã được làm lại để mà được cho ra mắt đến từ cộng đồng của chúng ta. Những cái nhát chém của con Tổng Lư này nó đã lực hơn rồi, như anh em có thể đang nhìn thấy đúng không ạ? Đây là cái phát đâm thương đến từ nội tại này. Và Mỡ nghe thấy có một số anh em trên kênh đã xem cái con Tổng Lư revamp này, anh em nói với Mỡ rằng là cái chiêu cuối của con Tổng Lư này vừa chạy vừa kêu buồn cười lắm. Đây là chiêu 1 của Tổng Lư này. Đó, được làm lại cái chiêu 1 hiệu ứng nhìn cho nó đậm hơn. Nhưng mà cái hiệu ứng đến từ cái con Tổng Lư này là nó vẫn đến từ những cái nét mực cái kem nhá. Đấy, và hoạt cảnh đầu ở trong cái vãi hồ. Thề luôn, vừa chạy, wow, hiệu ứng kìa. Xong rồi đến cái lúc nó chạy nó bắt đầu nhạc tuồng chèo đồ cái từ cái kiểu. Ảo lòi anh Tổng Lư. Đây rồi anh em ơi, trước khi mà đến với cái skin này thì Mỡ xin được chia sẻ lại với anh em là có lẽ giai đoạn tháng 7 sẽ là cái giai đoạn mà anh em sẽ thấy rất nhiều sự xuất hiện của Layla
Bởi vì Layla, một vị tướng xạ thủ cực lâu đời trong tựa game Mobile Legends của chúng ta, đã có được một cái skin mới ở cấp độ Collector tháng sau anh em ạ. Trời, một diện mạo rất khác, rất xinh của Layla. Trời ơi, Layla có cho mình một cái vẻ ngoài anh em nhìn thấy nó khác biệt hoàn toàn so với những cái skin khác luôn ạ. Nhìn rất là kiểu gọi là kiểu xinh kiểu gái Nhật chứ anh em. Ui, chiêu bột này. Ui, anh em nghe thấy âm thanh không? Nghe lại nhớ. Mà chiêu một bắn ra cũng lực cơ. Đây là cái hiệu ứng đến từ đòn bắn thường của chiêu một mà nó không có hiệu ứng đến từ đòn bắn thường mà không có hiệu ứng đến từ chiêu một. Và đây là skill 1 của Layla này, bắn ra một cái quả tên lửa. Chiêu 2 của Layla thả ra một cái con thỏ ngồi trên cái tên lửa hình cà rốt. Trời ơi, và nổ đam hiệu ứng là cái con thỏ to đùng. Chiêu cuối của Layla, anh em có thể nhìn thấy là cái con thỏ nó sẽ ném cái củ cà rốt to đùng và sau đó nó bắn trưởng đi. Wow, cái skin này đẹp ấy. Vãi hò. Tô màu chủ đạo của cái skin này như anh em có thể nhìn thấy là màu đỏ và màu cam rồi. Thêm cả cái con thỏ nữa, một cái skin rất đỗi là cute luôn. Skin này thì nó sẽ có giá đâu đấy, nó rơi vào khoảng tầm 2 triệu anh em nhá. Hai củ khoai rồi. Và đây là gì đây? Đây là Gusion. Ở meta hiện tại mợ đang thấy cái con Gusion nó đang có một cái vấn đề gì đấy, như kiểu bức đam của chiêu 2 anh em. Và nó đã cập bách và có lẽ là ở trong hội viên đánh sao tháng sau thì chúng ta sẽ thấy được một cái skin Starlight. Đây có lẽ là cái skin Starlight thứ hai của cái con Gusion này anh em ạ. Bên cạnh Cyber Orb thì đây là cái skin Starlight thứ hai của Gusion. Và anh em lưu ý là cái skin này nó sẽ có tới 3 skin dự kiến anh em nhé. Một skin gốc Starlight và hai cái skin biến sắc. Ui, chủ đề về nhện anh em ạ. I'm bound by nothing. Cái skin này khả năng cao là tên là Gusion nhện nhện à. Ui, con Gusion này nó đã có cái skin bò cạp, bây giờ lại có thêm cả cái skin nhện nhện anh em ạ. Đó, đánh thường này. Đó, rất màu mè, tím, xanh các thứ các kiểu, giống như trang phục của Gusion. Hiệu ứng đó đánh thường khá ok, ném chiêu 1. Ui, bây giờ găm dao là rất dễ thấy nha. Hiệu ứng mạng nhện được xuất hiện ở dưới chân của mục tiêu, như anh em đang nhìn thấy, và đây là hiệu ứng lao vào. Khá đẹp. Mạng nhện xuất hiện tùm lum từ lưa luôn. Phi đao ra thì những cái phi đao đến từ skill 2 là cũng có mạng nhện. Đó, anh em thấy không ạ? Đó, hiệu ứng khá là nổi bật và đẹp, đến từ một cái skin ở cấp độ Starlight. Nhưng mà về cơ bản mỡ thấy là cái con Gusion này nó chỉ có hiệu ứng xung quanh những cái dao của nó thôi. Mỡ muốn nhìn chiêu cuối. Chiêu cuối Ultimate Hào Quang Sát Thủ sẽ gọi ra một cái con nhện từ trên trời đu xuống. Và sau đó lộn đi là cũng có hình bóng của cái con nhện nó bò đi luôn. Một cái skin tương đối đẹp và khá rẻ, với cái mức độ hình như là rơi vào khoảng 50k 70-80k đến từ Gusion. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một trong những cái skin xịn sò nhất trong thời gian tới mà anh em sẽ có thể có được. Đây là cái skin của Hunby New Soul Vessel. Nó chưa có tiếng Việt anh em ạ, nhưng đây là một cái skin của biệt đội giữa Hunby, kèm theo đó là Amon anh em ạ. Ui, dạo này ra nhiều skin biệt đội nhỉ. Linh thú. Hút linh thú vào vũ khí của Hunby luôn. Wow, đẹp vãi ồ. Đẹp. Cái skin này rất ok luôn ý. Biến về là có hiệu ứng recoil riêng này. Đó. Hiệu ứng đến từ chiêu 1, hiệu ứng đến từ đòn đánh thường. Khi có hai mục tiêu nảy qua nảy lại, đòn bắn thường tương đối lực đến từ cái skin Hunby mới. Khá là lực anh em ạ. Chiêu một của Hunby bung dao ảo sẽ có một cái vòng. Anh em có thể nhìn thấy cái animation đến từ cái skin này nó đang rất là rõ ràng đây này. Nó sẽ tạo ra một cái lớp vòng được bao quanh Hunby. Và đây là cái hình dạng của cái con linh thú đã được hấp thụ vào vũ khí của Hunby. Và đây là hiệu ứng khi mà nó vỡ vòng. Chiêu 2 của Hunby. Con linh thú này nó sẽ triệu hồi sức mạnh đến từ vũ khí của Hunby và ném ra. Hiệu ứng đánh dấu đến từ mục tiêu cũng rất nổi bật và rất rõ ràng. Nói thật với anh em là có lẽ là cái anh chàng IQ cao anh ta đang để một cái hiệu ứng đồ họa nó đang khá là chi tiết và khá gần nên có thể chúng ta không thấy đẹp lắm, nhưng mỡ nghĩ khi mà cái skin này được cho ra mắt nó cũng khá là đẹp anh em ạ. Ồ, xem lại chiêu cuối anh em nhá. Xem lại chiêu cuối một chút xíu.
Đây. Ném ra nguyên cả con linh thú giống như là nó nhả đạn vậy. Hiệu ứng chói chân này. Anh em nhìn quả hiệu ứng chói chân này, đá đủ các thứ các kiểu lởm chởm. Xong rồi xung quanh màn hình anh em sẽ có được cho mình một cái hiệu ứng. Anh em có thể nhìn ở góc dưới bên trái đây. Có lẽ là mỡ sẽ đổi cái cam của mỡ sang bên này. Anh em nhìn được. Đấy anh em thấy không? Ở phía bên trái là nó sẽ có một cái viền của con linh thú được triệu hồi, nó bo quanh cái màn hình khi mà Hanbi ném ra chiêu cuối. Và có một cái con linh thú nó sẽ xuất hiện khi mà nó nổ đam. Đây. Anh em xem hiệu ứng này, chờ hết cái hiệu ứng chói chân này. Đó! Wow! Trời ơi, hiệu ứng đẹp vãi ồ. Và cuối cùng ở trong những cái skin được cho ra mắt lần này, như anh em có thể nhìn thấy, đây là skin của Kazita. Một cái skin ở cấp độ sáng tạo, create. Nó giống như là cái skin của Natalia, cũng như là cái skin của cái vị tướng gì anh em nhỉ? Giống như là cái skin của cái vị tướng Udet vậy. Đây là cái skin đến từ cộng đồng anh em ạ. Xem lại hiệu ứng nhá. Đây, mở xem lại hiệu ứng này. Hê, hey, con cá gì cu tay vậy? Em Kazita này đẹp nha. Cuối cùng thì em đó cũng đã có được cái skin thứ tư của mình anh em ạ. Ảo thật đấy, Kazita là một vị tướng pháp sư được cho ra mắt rất lâu rồi, nhưng đến thời điểm hiện tại mới có được cái skin thứ tư luôn. Đánh thường này. Đòn đánh thường ném ra bùm hoa. Hiệu ứng khá ổn. Đấy. Ui. Ê, con Kazita này cú té. Vãi hồ. Con này con cá gì đấy? Ơ, con Kazita này chưa một cú té nha. Nhìn nổi bật đẹp vãi hồ. Bình thường Kazita khác là lướt ở trên cơn sóng, nhưng con Kazita này nó biến thành con cá, nó lướt đi luôn. Hiệu ứng đáng yêu vãi hồ, rất nổi bật luôn anh em ạ. Chiêu 2 Kazita này. Có thêm con cá chui từ dưới nước chui lên. Trông có vẻ hợp lý hơn rồi. Bình thường là chỉ có bãi nước hất lên thôi, nhưng bây giờ có con cá nó chui từ dưới nước chui lên. Ê nhưng mà tôi cảm giác giống như là cái hiệu ứng này giống như là kiểu cái con tướng khác ở game L nào đấy anh em ạ. Combo 2 chiêu khá ok từ Kazita, lặn nước này. Sau đó đặt nước này. Hất lên này. Khá là ok đến từ Kazita, mợ muốn xem chiêu cuối để xem cái hiệu ứng của nó như thế nào. Hai con cá luôn anh em ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chiêu cuối của Kazita. Chiêu cuối này đẹp nha. Nó không đậm lắm, chiêu cuối này nó không đậm lắm nhưng mà nó khá đẹp. Chị ôi ra một cái cổng đến từ một thế giới nước thì phải, lặn xuống. Biểu tượng của cá có xuất hiện lên, đây chắc là cá thần rồi anh em ạ. Đẹp, nói chung đây là một cái skin tương đối đẹp của Kazita ở trong cái cấp độ Create. Và trên đây là toàn bộ 7 skin, đôi 4, 6, 7 skin được cho ra mắt ở trong thời gian tới. Mỡ nghĩ là mỡ sẽ rất là ấn tượng đến từ cái em Layla này này. Rất là ấn tượng đến từ em Layla này luôn. Và sau đó là cái skin của trường bản đại tướng anh em ạ. Skin này này. Này. Thề với anh em luôn, cái ulti của cái skin này, cái âm thanh lúc nó chạy buồn cười vãi ỏ. Đây này. Anh em nghe nhá. Chuẩn bị nghe này. Vãi ỏ. Và nếu anh em thấy video clip này của mỡ thú vị thì đừng quên để lại cho mỡ một like đăng ký kênh anh em nha. Peace.